Ngày 18 tháng 10, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ trì họp Ban chỉ đạo giảm nghèo thành phố. Năm 2023, trên địa bàn thành phố có 6 hộ nghèo với 22 nhân khẩu và 184 hộ cận nghèo với 536 nhân khẩu. Theo quyết định số 11625 QĐ-UBND, thành phố giao Ủy ban Nhân dân các xã phường giảm 6 hộ nghèo và 85 hộ cận nghèo. Hiện 10 trên 10 xã phường đang tiếp tục vận động các nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo theo chỉ tiêu giao. Tính đến tháng 10 năm 2023, Uông Bí đã cấp phát 25 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, 423 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, đảm bảo cho các đối tượng được khám chữa bệnh kịp thời, thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh là con hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố, thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện quý 1, quý 2, quý 3 năm 2023 với 6 hộ nghèo. Địa phương đã vận động nguồn lực hỗ trợ cho 117 hộ đủ điều kiện thoát nghèo, cận nghèo theo tiêu chí trung ương, hỗ trợ 13 hộ đủ điều kiện thoát nghèo, cận nghèo theo tiêu chí chuẩn tỉnh với tổng số tiền trên 2,7 tỷ đồng. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các phòng ban ngành, xã phường, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn trong công tác giảm nghèo để kịp thời hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo. Đồng chí lưu ý các thành viên ban chỉ đạo phối hợp chặt chẽ tiếp tục rà soát các trường hợp khó khăn, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, nguồn lực hỗ trợ phù hợp, chú ý quan tâm hỗ trợ bảo hiểm y tế, hỗ trợ học tập cho các trường hợp.